Chào các bạn, hôm nay luật sư Thu sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái video có cái tên là kiện đòi được hay không. Tôi thì quan điểm của tôi là khi một khởi kiện thì chúng ta phải khả năng nắm được cái cơ sở pháp lý là mình cái kiện thắng. Chứ nếu trong trường hợp mà mình kiện mà để mà dở quá thì cái hiệu quả của việc kiện tụng nó sẽ rất là phí công của mình, công sức, thời gian và tiền bạc. Giống như một cái video nào đó tôi phân tích. Hôm nay một cái video có tên là kiện đòi được không, để đưa cho quý vị và các bạn trở về một cái câu chuyện. Câu chuyện như thế này quý vị và các bạn ạ. Một cái bà A, bà bảo là bà bán cho ông B một cái đất có cái diện tích là bề ngang 4 mét, bề dài hết đất bằng cái căn nhà tình nghĩa của bà. Thì do cái ông B này cũng rất là khó khăn, cho nên ông B đã trả cho bà nhiều lần. Và trong suốt một thời gian dài, tôi nhớ chính xác nó là khoảng chừng 22 năm gì đó. Và trong cái quá trình mà ông B sử dụng thì ông có cơi nới lên. Và sau đó thì ông lập một cái chứng từ giả là cho rằng bà A này bán tổng cộng là 8 mét chứ không phải là 4 mét nữa. Thì khi họ khởi kiện ở tòa thì bằng một cái con mắt thường thì trong cái buổi hòa giải thì luật sư cũng nói rằng là thực tế là bà A là người mù chữ, không có biết chữ thì làm sao mà ký được. Thì ông B thì cứ thừa nhận rằng ông vẫn thừa nhận câu của bà A nói rằng là bán một cái diện tích bằng cái căn nhà tình thương tình nghĩa gì đó. Tuy nhiên rằng ông bảo là bây giờ đất ông tới đâu thì ông cứ tiếp tục quản lý sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hòa giải thì các bên cũng đã thống nhất rằng ông B tiếp tục thanh toán cái giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm mà các bên thỏa thuận, 3-400 gì đó, 3-400 triệu gì đó, và hồ sơ xếp lại. Vậy thì theo nhìn nhận của quý vị, hồ sơ này có khả năng thắng hay là thua? Thưa quý vị và các bạn, nếu đứng ở góc độ bà A thì khả năng bà sẽ lấy lại cái quyền sử dụng đất này với cái sự thừa nhận của ông B rằng bán bằng cái diện tích nhà bà và bán bằng cái phần nhà tình thương tình nghĩa. Và giấy bán đất thì chỉ có toàn bộ là do phía ông B đạo diễn từ A tới Z tới cả chữ ký. Và bằng con mắt thường thì chính bản thân cái vị thẩm phán ở tòa cũng đã thấy được cái điều này. Và họ cũng chỉ muốn ngồi lại với nhau trên cái tinh thần thỏa thuận. Vậy bài toán đặt ra rằng kiện đòi được không? Nếu chúng ta kiện, chúng ta có những cái cơ sở, những cái giấy tờ, nguồn gốc đất. Chúng ta nói thẳng rằng tại thời điểm mà chúng ta chuyển nhượng đó, chúng ta có cái cơ sở pháp lý hay không? Và chúng ta có thống nhất là diện tích là bao nhiêu chưa? Và giá chuyển nhượng là bao nhiêu? Và thỏa thuận cái việc quản lý sử dụng là như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, không phải hồ sơ nào cũng giống như hồ sơ nào. Tuy nhiên thì trong từng cái về mặt cơ bản, bản chất của hồ sơ, chúng ta sẽ đi vào ba nguồn. Thứ nhất là chứng cứ, lời khai của các bên đương sự và cơ sở pháp lý. Tôi có một cái vụ kiện, tôi cũng rất là đau đầu vì hiện tại đang làm một cái giám đốc thẩm cho họ. Và giá như một cái kiều mà luật sư vẫn thường hay nói là giá như vị này đến với tôi sớm hơn một tí
sớm hơn tại thời gian sau khi kháng cáo phúc thẩm, lên phúc thẩm, thì có lẽ cái hồ sơ vụ kiện sẽ khả năng rằng là sẽ được tòa án chấp nhận. Thưa quý vị và các bạn, kiện mà để khả năng về mặt kinh doanh, chúng ta có thể là có cái cơ sở để tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu. Kiện để mà tòa án có cái cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu thì chúng ta hãy nên khởi kiện. Còn kiện mà chúng ta không có khả năng thì chỉ tốn thêm, các bạn có biết những chi phí luật sư nè, chi phí tư vấn nè, chi phí những cái tạm ứng án phí nè, thẩm định giá, đo vẽ và những các chi phí khác. Hy vọng rằng trong chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ lan tỏa cái tính nhân văn cho tất cả anh chị em. Và tôi cũng sẽ sẵn sàng từ chối những cái tính không nhân văn trong các hồ sơ mà quý vị và các bạn đưa đến cho tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Xin trân trọng cảm ơn.